Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đó là review account. Hôm nay chúng ta sẽ đến với anh chàng đó là BG Chat đến từ quân đoàn Bắc Giang. Tên nghe chat nhờ, tên nghe vẻ khá chat. Và anh chàng này là một trong những anh chàng mà tôi quen khi mà đây là một bạn mà thường xuyên là donate cho tôi ở trên kênh Facebook Gaming, Rikaki Gaming. Đấy, trên kênh Facebook Rikaki Gaming. Wow, ông này với cái số lượng hiệu thẻ ô cực cũng là lại định làm dân chơi số đẹp rồi. Và hai mùa 555 rồi, có vẻ là cũng chơi theo kiểu dân chơi số đẹp căn chỉnh. Căn chỉnh rồi mà vẫn chuẩn rồi không cần chỉnh. Dạo này thì bây giờ nhiều người bắt đầu trang hoàng là không phải bằng việc là chúng ta nạp thẻ nhiều hay là chúng ta gọi là đầu tư vào tài khoản của ta nhiều thứ, mà bây giờ là phải số đẹp đấy. Dân chơi thế mà hôm nay có gần 2 triệu vàng anh em ạ, 1.961.138 vàng, vãi cả trường. Mỗi tội kim cương thì không tiêu hết. Và rất nhiều nhân vật thì có mua nhưng mà không thèm mở khóa ô kỹ năng hoặc là không thèm lắp kỹ năng nhân vật gì hết. Đấy, ví dụ Skyler chả thèm lắp kỹ năng nhân vật. Ảo ma Canada thật sự đấy. Đấy, ảo tung hết cả chảo anh em ạ. Đấy, ông này ui đồ đạc mua ngon nhỉ. Theo một số chia sẻ thì là anh chàng BG Chat này ấy, thì hiện tại đang làm nghề điện nước ở tỉnh Bắc Giang. Và anh chàng này thì theo những cái thông tin mà tôi được biết ấy, thì anh chàng này gọi là đang gọi là có một cái đam mê đấy, xem live stream đấy, và cái tài khoản này cũng đã chơi từ khá lâu rồi. Tuy nhiên thì có một khoảng thời gian này anh chàng này bỏ không chơi Ghana Free Fire. Lý do vì sao bỏ thì tôi không biết, nhưng mà anh chàng này là một trong những game thủ thuộc dạng kỳ cựu. Thì lúc đầu chúng ta có thể nhìn thấy là ID của anh chàng này cũng là 8 số, một ID khá nhỏ, tức là chơi Free Fire từ khi mà game mới ra mắt. Tuy nhiên thì về sau thì có lẽ vì một lý do nào đấy mà đến tận thẻ vô cực mùa 9 anh chàng này mới quay trở lại chơi và bắt đầu nạp thẻ mạnh từ đó. Thì theo anh chia sẻ thì anh chàng này gọi là nạp vào trong game đâu đó cỡ khoảng 650.000 kim cương. Đấy, tức cái tài khoản chúng ta đang xem là 650.000 kim cương. Đấy, 100.000 kim cương thì là cứ cho là 20 củ đi. Đấy, 100.000 kim cương thì tôi cứ cho nhẹ khoảng 20 củ. Đấy, 20 triệu thì 100 thì 600.000 kim cương là 120 triệu đấy, thêm 50.000 kim cương nữa thì là 10 triệu nữa. Đấy, hợp lý không? Hợp lý không? Đấy, cái cho thế tầm 130 đấy thì là 650.000 kim cương quả tài khoản này chất. Và chỉ có thể nói chất đồ huyền thoại rồi chế tác các kiểu đa điều mũ quỷ kiếm xạ hương các thứ phải gọi là đỉnh của chop của đính anh em ạ, không thể chê vào đâu được. Ok, và bây giờ lan man nó hơi nhiều. Ôi vâng, quả cái mặt nạ Halloween từ ngày xưa, cái đấy chính áp bây giờ cái đấy nó hiếm ấy nhá, chính áp bây giờ cái đấy nó lại rất là hiếm ấy. Bây giờ muốn tìm cái đấy phải mua với Ghana trả giờ bán lại đấy luôn. Có một số những cái đồ từ những năm ngày xưa mà nó thuộc dạng hàng sưu tập ấy, trả giờ thấy Ghana bán lại luôn. Ok, mặt này, và tôi không biết tại sao lại cái đợt OB29 này lại có mấy cái vạch xanh ở phía dưới cái trang phục, thì cái đấy tôi hỏi bên Ghana thì họ cũng không có câu trả lời. Đấy, hay họ mình thích thì mình cứ vẽ lên thôi. Đấy, mình thích thì mình cứ vẽ thêm vạch xanh vào thôi. Đấy, graffiti lửa này, hào quang áo hồng nhật, thợ săn sát sống, áo huyết nguyệt, áo thích khách kim long, chiến binh rừng xanh, đấy, sát thủ sinh học, thanh trừng, thủ vệ báo, hàng long, cú đấm bóng đêm. Đấy, chất cái bộ cú đấm bóng đêm mà nhiều anh em đang yêu cầu bên Ghana là bổ sung nó vào trong hộp ma thuật, nhưng mà bên Ghana cũng làm tí gọi là bơ. Đấy, làm tí gọi là quả bơ luôn. không thấy bên Ghana cập nhật gì thêm về cái quả vụ hộp ma thuật, nghe ảo thật. Đấy, không thấy cập nhật gì thêm về cái vụ ấy luôn. Ok, con dê đồ khá nhiều. Ui, hôm nay có quả đội tuyển Brazil xanh này. Cái áo này tôi không có anh em ạ. Cái áo này tôi không có, chứ tôi mở ra mà mãi không mở được. Đấy, áo thun hài, và quả áo thun nó đậm chất hài hước, đậm chất dạp siếc. Đây là áo underground, áo viễn tây, áo khu vực săn bắn, áo băng cướp đêm. Đấy, bộ băng cướp đêm đến bây giờ vẫn là bộ đẹp. Đấy, nó có cái quả quần mặt quỷ, cái quần nửa mặt quỷ. Đấy, vẫn là một cái quần mà đến thời điểm hiện tại nhiều anh em vẫn săn đón. Đấy, nhiều anh em vẫn hỏi là bao giờ bán lại cái bộ này để còn được hút. Đấy, khổ như thế cơ. Trong khi đó có một số những cái đồ khác bán đi lại không ai mua. Đấy, mà lúc này chúng ta để ý ông này có cái phong cách ăn mặc khá buồn cười nhá, mặc quả áo có hình con voi. Đấy, trông chí vãi. Đấy, ngoài ra thì có một số những cái áo phông, mà thật ra là mấy cái áo con voi áo phông thì nó đâu có che giáp đâu nhỉ.
Đây là thợ săn xác sống này, vua bảy đại dương, quần vua bảy đại dương, nó cũng là một cái đồ, cái đồ này cũng từ lâu rồi, và từ thẻ của cực cũng lâu rồi. Gia thủ sinh học, và gia thủ sinh học đấy có cái chân trông đẹp nhở. Và bây giờ tôi mới để ý là cái bộ này nó có cái hiệu ứng ở chân trông khá đẹp nhá, nhưng mà chả ai dùng mấy. Thật ra bên Nga Free Fire này có rất nhiều những cái đồ mà thật ra thì nhìn thoáng qua thì không thấy đẹp, nhưng nhìn kỹ ấy, trông rất xịn sò. Đấy, nhìn thoáng qua thấy bình thường mà nhìn kỹ trông lại rất là chất lượng. Đấy, đây là cái quần thỏ quậy này, quần kỷ hợi Giáng sinh và áo cái quần Scotland. Đấy, nói chung là đồ đạc cũng khá là ngon. Cho nên tài khoản này cũng chơi từ lâu lắm rồi. Quần combat nam, cái quần combat này là cái quần mà khi mà chúng ta vào game ra chơi chúng ta được tặng free 7 cái phiên bản 7 ngày ấy. Đấy, nếu mà bạn là kiểu tân binh ấy, giày trai hư và thần tượng giới trẻ quỷ lửa chap chin, đấy, giày thỏ neon, giày hồng nhật, vua bảy đại dương, huyết nguyệt, ma buffet, nham thạch. Đấy, bộ ma buffet này là một trong những bộ mà kích hoạt cái hiệu ứng đặc biệt của nó khó nhất trong tất cả bộ chế tác. Tức là nó bắt buộc chúng ta phải sống sót ở trong cái một trận đấu chạy bo sau một khoảng thời gian thì nó mới có một hiệu ứng mà nó chỉ xuất hiện đúng một lần trong cả ván đấu thôi. Đấy, mặc dù là cái bộ đấy nó đẹp nhưng mà nó là một cái bộ nó khá là dị anh em ạ, và nó khá là dị, cái hiệu ứng nó rất khó để kích hoạt. Sau này những cái bộ chế tác thì hiệu ứng nó đều dễ kích hoạt hơn. Đấy, tức là chúng ta chỉ cần ra giao tranh hay chúng ta chạy thôi là chúng ta đã được kích hoạt rồi. Hôm nay có One Punch Man Attack on Titan. Rồi tới chúng ta sẽ có một hợp tác với Venom nữa. Đấy, Venom Let There Be Carnage, tức là cái bộ phim sắp ra mắt vào đầu tháng 10. Đấy, nói chung là ông này đồ không phải quá nhiều nhỉ. Ui giời ơi. Bây giờ vào đây gọi là nhiều này. Đấy, vào đây gọi là chuốt này, vào đây gọi là chuốt như nước cất này. Đấy, đại công tước, chiến binh hy vọng, trò đùa hắc ám, phê chưa. Rồi vận mệnh hoàng kim, nam thích khách, gói mỹ hạc, chất lượng đấy, gói chất lượng này là kẻ phản diện, mình vô kẻ phản diện này. Lần trước cho vào trong hộp ma thuật xong rồi nhiều anh em kiểu kiện đấy, anh em bảo tại sao lại cho cái bộ nó không được đẹp như thế vào trong hộp ma thuật, phải cho những cái bộ đẹp vào trong hộp ma thuật đấy. Nhưng mà vấn đề ấy là bây giờ hộp ma thuật ở server Việt Nam tặng free nhiều quá rồi đấy. Bây giờ tôi biết là có rất nhiều anh em là tạo cái đợt mà mấy cái đợt mà cày cái hộp ma thuật free ấy, mấy anh em tạo gọi là chụp cái account để nhận hộp ma thuật free này, các ông chỉ đợi tài khoản có đồ xịn là các ông húp vào mấy tài khoản này các ông chơi, nên là đâm ra Gaia Na Free Fire cũng không cho. Đấy, chứ còn server nước ngoài thì hộp ma thuật nó ngon lắm. Đây là tiên tri, ở ngoài chơi so huyền bí, đồ từ so huyền bí với so chế tác cũng kinh đấy. Đấy, đồ chế tác nhiều không phải ít đâu, đấy kéo mỏi tay hết đâu, bác sĩ ngoại khoa, đấy, thám tử báo hồng, mỹ nhân ngư, nam nhân ngư, hai cái bộ từ cái so huyền bí từ 1 tỷ năm trước rồi. Ai rồi, BG cay, cái quân đoàn này tên nó vẻ khá buồn cười nha, BG chát này, BG cay ngọt mặn đấy, đủ chắc là đủ một team đấy, cay ngọt mặn chát đấy, ảo mà thật. Và ông chát này là chủ quân đoàn. Đấy, xem đồ nam rồi, bây giờ xem đồ nữ nào. Đấy, xem đồ nữ nào. Ui, đồ nữ cũng chất đấy chứ nhỉ, đồ nữ trông có vẻ nhiều nhỉ. Thuật sĩ hắc ám, mũ dơ mát quỷ đấy, rồi Tử Vân Thanh, thợ mũ rượu kỳ, đầu chị đẹp đấy, chị đẹp đấy. Bộ chị đẹp này là bộ được free ở trước đấy, bộ CR7, bộ điệp viên thời không này cũng là bộ free ngày xưa. Mỹ nữ phù tang, long nữ kiếm khách, chất đấy, chất đấy, mũ chất chơi, tóc tiệc bất ngờ, kết lớp vờ, lan quế phường, thiên sứ tình yêu, mật vụ ninja, chaprimo, chaprilis, cương thi, samurai đỏ, tóc tiểu cương thi, các kiểu đà điểu, ảo ma Canada, Venezuela được của nó đấy, mũ người tuyết, chiến binh đầu, chiến binh sói, chất đấy anh em ạ, chuốt, chỉ có thể gọi là chuốt. Đầu mohawk, mũ buya, đầu mohawk nữ, cái quả đầu này cũng chất. Cái đầu này, cái đầu mohawk nam là cái đầu này chúng ta xem ấy, nó màu xanh ấy, mà tôi không thích cái màu xanh này lắm, nhìn trông hơi chói đấy, thật sự nhìn trông hơi chói mắt. Cái đầu mohawk nữ trông được của nó hẳn đấy, trông được của nó hẳn luôn đấy. Đồ long nữ này, mũ quỷ dữ này, tuần lộc Mr. Smile, đầu púc đấy, đầu chó púc đấy, cái quả đầu bóng mai, thề với anh em luôn, tôi không hiểu ông nào ở Gaia Nam có cái quả ý tưởng làm quả đầu bóng mai, thề luôn, làm quả đầu nhìn chí phai. Đến bây giờ kiểu cái hồi ngày xưa nhá, trò Free Fire nó chưa đẹp như bây giờ ấy, hồi xưa trò Free Fire chưa đẹp, bây giờ nhìn quả đầu bóng mai trông ám ảnh phải nổi đấy. Bây giờ trông nó bớt ám ảnh hơn, nhưng mà trông nó cứ thế nào anh em ạ, trông nó cứ ảo ma Canada gì ấy đấy. Bây giờ tôi vẫn nhìn ông nào mà dùng cái đầu đấy tôi vẫn thấy nó hơi rợn rợn đấy, đấy, hơi khó chịu. Áo vàng mùa, ông này toàn áo vàng, có cái áo huyền thoại luôn, áo huyền thoại lên cũng không trượt mùa nào.
Anh cũng chăm chơi, công nhận là chăm chơi, thanh niên làm nghề điện nước. Thì bạn này cũng công ăn việc làm ổn định rồi, nên bạn ấy mới có nhiều tiền để có thể donate. Bạn này gần như là buổi livestream nào của tôi bạn ấy có donate, không donate nhiều, donate ít, toàn donate sao trên Facebook với mình thôi. Và bạn này là một fan hâm mộ rất cứng ở giải đấu. Đấy, hôm nào mà tôi cứ bật livestream lên phát là bạn này phải vào donate phát. Đấy, cứ bật livestream phát là lại phải vào có tí donate. Nó hay là như thế cơ anh em ạ. Đấy, sau nhiều giờ dơ nhiều sào. Đấy, xịn sò rồi cô dâu ngọc ngà rồi quần chu tước chị đẹp rồi kiếm khách, nói chung là đồ ngon, nói chung là đồ ngon. Tôi nhìn cái đấy tài khoản 650.000 kim cương nó hợp lý. Đấy, nhìn nó hợp lý, mình chưa, đây là mình chưa xem skin súng. Đấy, mình chưa xem skin súng, mình chưa xem skin xe. Bây giờ skin xe cũng quan trọng nhá. Đấy, hồi xưa ấy thì skin xe nó cũng khá là dễ mở ra, thì skin xe nó không phải là cái điều gì đấy mà mình gọi là trầm trồ cho lắm, tại vì thật ra là các skin xe từ hồi xưa ấy anh em cứ nạp tiền hoặc là chơi mấy cái vòng quay nó ra thôi. Nhưng mà về sau ấy có cái quả mấy cái vụ skin xe thời gian gần đây ấy, bên Nga nào cho vào trong vòng quay ma thuật ấy, nhiều ông quay cái skin xe McLaren P1 vàng dòng ấy, quay gọi là bên này chè đỗ xanh mà vẫn không ra, nên bây giờ skin xe nó là một phần quan trọng trong cái phần review art của mình. Đấy, bây giờ cái gì nó cũng phải có chỉ số hết, sau này thì có thể là lựu đạn có chỉ số rồi, bom keo có, bom keo điện thoại có chỉ số, ảo lắm, kiểu gì chả có, đúng không anh em, kiểu gì chả có. Đến cái skin xe nó còn có nữa là đấy, đồ nữ cũng khá là xịn, nhưng mà ông này không có mấy bộ chế tác xanh vàng tím đỏ, mấy bộ chế tác cái đạo trích ngày xưa à, xem không, ông này ông đặt tên con chó Shiba buồn cười vãi. Vâng, ông này đặt tên con vịt là một con gà, con này là con vịt mà bạn ơi, con này là con vịt mà sao bạn lại đặt tên con vịt là một con gà, lươn chúa, con này là con rồng mà phải có lươn đâu, vượn 100%. Vâng, vượn Vũ Thị Vượn. Vâng, người yêu tên là Vượn à? Đấy, chắc người yêu tên là mẹ Quyên đâu bố, Quyên Thị Vượn. À, người yêu tên là Quyên nhưng mà đặt tên là Vượn. Cây tơ phải đồ hàng mã, Vượn Thị Quyên. Người yêu chắc là tên là Quyên. Đấy, người yêu hoặc vợ thì nó tên là Quyên. Đặt luôn là, chắc là nickname là Vượn. Ôi, thôi xong rồi. Nhìn quả hành động phát biết ngay dân chơi. Nhìn quả hành động mát biết ngay dân chơi. Đủ 5 súng nâng cấp. Đấy, đúng là người có tiền nó khác. Những người mà người ta nạp tầm 100 củ trong game ấy, thì cái chuyện mà họ có full 5 súng nâng cấp ấy, chuyện hết sức là bình thường, như cô Hường ở cổng trường thôi. À, anh em hiểu không? Rất là đơn giản, nó không có gì đặc biệt cả. Đấy, úi dồi. À, mô tô hỗn mang. Cái mô tô hỗn mang này đẹp. Hôm nay vừa ra lại hành động tổ lái xong. Đấy, McLaren tím. Thanh niên này không có con vàng dòng rồi. Thanh niên này không có con vàng dòng rồi anh em ạ. Và nói chung là cũng hơi khó. Con vàng dòng này gai nào cũng làm bỏ hơi đánh đố. Rồi, chat, nói chung là BG chat. Nhưng mà nói chung là tài khoản này cũng xịn rồi. Tài khoản này phải nói với anh em cũng thực ra đỉnh của chop, chop của đính rồi. Nào xem súng xiển nào, 15 khẩu 14A1. Đấy, xịn đấy, xịn đấy. Rồi, bọ cạp màu hồng, đường chân trời hàn băng. Rồi AK rồng xanh, hỏa kỳ lân, băng kỳ lân, kim kỳ lân, tử kỳ lân, AK rồng lộn, AK rồng nằm, AK rồng đi vệ sinh. Đấy, ong bắp cầy, samurai rồng, đùa thề cùng là rồng với nhau nhá. Thề với anh em luôn là cái game này cùng là rồng với nhau mà số phận nó khác biệt thật sự. Ví dụ khẩu AK rồng xanh thì quá mạnh rồi, khẩu AK rồng lửa thì cũng cực kỳ mạnh, xong có quả AK samurai rồng cũng là rồng đấy, đúng là rồng rít rồng rát đấy. Người ta samurai rồng nghe tên rất mạnh mẽ mà súng lại nó khá cùi. Farm hát cương biển đấy, farm hát mắt rồng còn thảo chỉ số cơ, đúng là thế giới có rồng rít rồng rát đấy. X8 lôi thần, X8 bão lửa. Đợt tới chúng ta sẽ có, theo tôi biết là chúng ta sẽ có chế tác AN94. Đấy, đợt tới chúng ta sẽ có chế tác AN94, theo tôi nhớ như vậy. AN94 thảm họa này, truy sát. Mà thật ra AN94 mấy ai dùng nữa nhở. Đấy, các bạn nó không lắp được giảm thanh, bắn nhiều khi nó bị khó chịu, chú khọ. Đấy, đâm ra ít người dùng. Đấy, SKS tia chớp vàng, SVD, chim gõ kiến, kiến gõ chim. Mày không mua AC80. Có cái skin AC80 tộc trưởng khá rẻ, không thể mua. Đấy, chim bộ kiến đúng một skin, chim bộ kiến ta phải có Skyler. Đúng rồi, chim bộ kiến Skyler các kiểu ấy nhỉ. M60 thanh long cũng không có bạch hổ luôn. Đấy, nói chung là có vẻ cái bạn này không phải đầu tư nhiều lắm skin súng. Đấy, UMP cũng chỉ lấy mỗi khủng long nhong nhong và có cái UMP tử thần thôi. Nhưng mà chắc là tới cái UMP ngày Buya thì chắc là hút không trượt phát nào. Đấy, chắc là hút không trượt phát nào rồi. Lại nhìn không hiểu sau này có quả bộ sưu tập samurai rồng ảo ma thật. Tôi không có cái bộ samurai rồng đấy. Thề luôn, bộ samurai rồng một chí vãi, chỉ số nó chí vãi trưởng. Đấy, MP40 thì có vẻ nhiều này, 14 khẩu MP40 nó không phải đơn giản. Đấy, xịn cho
Đấy, xịn sò như một con bò luôn. Đấy, P9K hổ phách. Đấy, 9K lấy mỗi hổ phách thôi. Đấy, Thompson bạch cước, súng ấy rất là đẹp nhá. Chỉ số cũng ngon. Đấy, sát thương tầm xa nhưng mà giá bây giờ có khẩu Thompson mà cộng cả hai sát thương một tốc độ bắn thì úi rồi ôi luôn. M045 tốc và có mình hai khẩu trong bộ chiến tranh. Đấy, hai khẩu trong bộ thanh trừng. Đấy, thanh trừng chính xác hơn. M87 có ba khẩu, như vậy là không có khẩu giáng sinh, chỉ có thế giới ngầm và One Punch Man, cũng không có cái khẩu hy vọng được tới luôn ở trước luôn. Thật ra cái tài khoản này nếu mà full súng ấy thì nó phải tầm 200 củ, nhưng mà bởi vì là nó chủ yếu là trang phục, ông này chủ yếu lấy trang phục, không nặng với skin súng. Tức là kiểu như đây là tư duy của một người ấy, là kiểu súng thì mình dùng có một cái, còn trang phục thì mình đổi đi đổi lại cho nó phê. Đấy, trang phục mình đổi đi đổi lại cho nó phê. Đây, nằm đấm thì có nằm đấm giai điệu, nằm đấm băng, nằm đấm lửa. Đấy, cũng không có cái nằm đấm rồng. Quả nằm đấm rồng thì công nhận là cũng tốn kém thật. Quân đoàn Bắc Giang xin chào anh Rikaki, chào các bạn nhá. Đấy, chào các bạn nhá. Bây giờ tôi là Rikaki siêu gà. Đây là Mạnh yêu xa, Mạnh x xa, là kỳ cựu, con này có một kỳ cựu thôi, hiệp cun, tên nghe ngầu thật sự, hiệp cun, bg sầu duy pc, con này trông vẻ vững mạnh nhỉ, trông con này trông này xịn xón bò rồi, trông công nhận là vững mạnh vững mạnh, toàn đạt một lít, đạt một lít là, ôi đọc ngược lại bậy thật sự, bậy thật sự. Đấy, đạt một lít là chấm 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 gì đấy một lát. Ok, tên ảo đấy. Ui, ông này cầy, không thèm cầy thẻ vũ cực luôn. Huy hiệu rất nhiều nhá, 270 mấy, không thèm mua thẻ vũ cực. Đùa mỗi tháng cũng thẻ vũ cực. Ok, có một chat nữa đây. Đây lại có BG chat. À, ông này của mình là BG chat một dấu chấm than. Đấy, ông này còn một tài khoản khác là BG chat hai dấu chấm than. Chắc là người yêu hoặc là vợ chơi cùng. Đấy, có khi là bồ bồ. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi phần review này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video review app nào lần sau nha. Bye bye.